Xin được chào mừng các bạn đã đến với kẹo dâu.net. Để nghe phiên bản đầy đủ dài 7 tiếng của audiobook này, các bạn hãy truy cập vào đường link được đặt ở phần mô tả video hoặc dưới phần bình luận nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bài thực hành số 17. Để có thêm thời gian, hãy từ bỏ truyền thông và những thú vui vô bổ. Hãy nhớ rằng, ngươi nên tập trung vào những gì xứng đáng, vì khi đó, ngươi sẽ không nản lòng và từ bỏ. Đừng để bản thân vùi đầu vào những điều vô nghĩa. Câu trích dẫn từ Marcus Aurelius. Thời gian đã qua không thể lấy lại. Mỗi phút giây lại có một khoảnh khắc trôi đi. Mặc dù thời gian rất giá trị, người ta lại phí phạm chúng cho những người lạ, cho thiết bị điện tử và các hoạt động vô bổ. Seneca nói rằng, chúng ta chi li về tài sản và tiền bạc, nhưng lại không nghĩ đến việc lãng phí thời gian là một loại tài sản cần được tiết kiệm hết mức. Chúng ta đừng dành thời gian cho những thứ không quan trọng, vì chúng ta càng dành nhiều thời gian cho việc gì đó, ta càng coi nó là điều quan trọng. Đồng thời, những gì thực sự quan trọng như gia đình, bạn bè, sự cam kết và việc trở thành phiên bản tốt nhất trở nên ít quan trọng hơn vì chúng ta dành ít thời gian cho chúng. Tầm quan trọng của sự vật hay sự việc nằm ở số thời gian bạn dành cho nó. Chúng ta phải nhận thức được thời gian của chúng ta trôi đi đâu và cách đơn giản nhất để tìm ra. Xem lại cách bạn sử dụng thời gian đi. Chúng ta cần thiết lập các ưu tiên và dành thời gian của mình cho những việc có ý nghĩa. Chúng ta cần phải nói không với những thứ không cần thiết. Chúng ta phải từ bỏ những thứ chúng ta đã làm lâu nay mà thực ra không quan trọng lắm. Chỉ vì chúng ta đã làm điều gì đó cả đời không có nghĩa là chúng ta cần nó. Hãy nghe theo Seneca. Chỉ khi tách rời với một sự vật, ta mới nhận ra nó không quan trọng đến thế. Ta đã sử dụng nó vì ta có nó trong tay, chứ không phải vì ta thực sự cần nó. Một trong những nguyên do khiến rắc rối bủa vây ta là cách chúng ta sống bị tác động bởi cách người khác sống. Thay vì hành động một cách lý trí, ta lại hành động theo tục lệ thông thường. Hãy chọn những gì đáng để dành thời gian dựa trên lý trí nha, chứ không phải thói quen. Điều đầu tiên là cần loại bỏ truyền thông. Epictetus nói, chỉ có một con đường dẫn đến hạnh phúc, và đó là ngừng lo lắng về những thứ nằm ngoài khả năng của chúng ta. Truyền thông thì thực sự đã đem đến sự lo lắng về những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu bạn muốn thay đổi, thì việc không theo dõi tin tức là bước khởi đầu hoàn hảo. Chúng ta chỉ có một lượng thời gian và năng lượng nhất định, và việc theo dõi các tin tức không phải là một lựa chọn tốt đâu. Nếu người muốn cải thiện, hãy bằng lòng với việc không theo dõi những vấn đề không liên quan. Đừng tỏ ra vẻ hiểu biết. Epictetus nhắc chúng ta rằng, việc không theo dõi những tin tức vớ vẩn như tin mới nhất về Trump hay chung kết giải Super Bowl là điều hết sức bình thường. Hãy nhìn xem, các phương tiện truyền thông luôn phát sóng những gì được cho là rất quan trọng. Nhưng những gì được coi là vụ bê bối ngày hôm nay thậm chí sẽ không được đề cập lại vào ngày mai. Xin lưu ý rằng, chúng ta không cần phải cập nhật tất cả các tin tức hàng ngày. Nếu làm như vậy, chúng ta có nguy cơ lãng phí thời gian của mình, như Seneca nhận xét. Chúng ta phí phạm thời gian nên ta thấy cuộc sống rất ngắn ngủi. Cuộc sống rất dài, có rất nhiều thời gian được ban cho chúng ta để tạo những thành tựu lớn lao nếu biết đầu tư thời gian đúng đắn. Nếu phí phạm thời gian vào những điều xa xỉ vô nghĩa hay những hoạt động vô bổ, khi chúng ta nhận ra thì thời gian đã không thể quay lại nữa rồi. Đừng để điều đó xảy ra. Chủ động chọn những hoạt động đáng để bạn đầu tư thời gian và tâm trí. Không chỉ các phương tiện truyền thông, các thú vui phí thời gian cũng vô bổ không kém đâu. Như trò chơi điện tử, phim truyền hình dài tập, video hài và các hoạt động vô bổ khác là ví dụ điển hình. Chúng ta đều tốn thời gian vào những điều trên, nhưng các nhà khắc kỷ không yêu cầu ta cai hoàn toàn, nhưng phải ý thức được thời gian của bạn đang trôi qua và hãy sử dụng nó một cách có chủ đích. Khi đã về già, đừng để có mỗi mái tóc bạc vào độ tuổi cao là bằng chứng duy nhất cho thấy bạn đã sống trọn vẹn. Hãy bảo vệ thời gian của mình như người mẹ bảo vệ đứa con. Tập trung vào những điều quan trọng và ngừng lãng phí thời gian cho những điều vô nghĩa. Seneca từng nói, ngay cả khi còn cả cuộc đời phía trước, thì ngươi cũng cần sắp xếp sao cho có đủ thời gian để làm tất cả những điều quan trọng. Chẳng phải rất ngu ngốc khi tập trung vào những điều vô nghĩa khi đời quá ngắn ngủi hay sao? Đến đây,
Xin chúc mừng bạn vì đã hoàn thành bài thực hành số 17. Xin được gửi lời cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng cộng đồng kẹo dâu.net. Để nghe phiên bản đầy đủ của audiobook dài tổng cộng 7 tiếng này, các bạn hãy vào fanpage hoặc kênh YouTube Trở Lại Làm Người. Phiên bản đầy đủ và từng phần của cuốn audiobook này, định dạng PDF để in sách, định dạng EPUB và Mobi để đọc trên ebook reader, cũng như các nội dung khác về Stoic sẽ được upload lên website kẹo dâu.net trong tháng 8 năm nay. Bật mí với các bạn một chút nhé, kẹo dâu.net đã có hơn 60 video khác về Stoicism đã được viết sắp rồi đấy. Chúc các bạn sớm lĩnh ngộ được những điều hay lẽ phải trong cuộc sống khi đồng hành cùng kẹo dâu.net của chúng tôi nha. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.